Thưa quý vị đúng là học sinh hiện nay có rất nhiều áp lực. thế nhưng có lẽ điều khiến cho các em cảm thấy áp lực nhiều nhất vẫn xoay quanh câu chuyện học tập thi cử. cứ mỗi mùa thi đến thì tỷ lệ học sinh sinh viên đến khám tại các cơ sở chuyên khoa tâm thần lại tăng lên. và theo một nghiên cứu thì có 26,1% học sinh lớp 11, 12 hiện nay có căng thẳng. trong đó thì 10 vấn đề căng thẳng nhiều nhất đều liên quan tới chương trình học quá khó, các kỳ thi hay là có quá nhiều bài tập các bậc cha mẹ thì rất thương con, thế nhưng nhiều người lại không biết làm thế nào để có thể giúp con giải tỏa những áp lực đó. Vậy thì ngày hôm nay, chương trình của chúng tôi đã mời tới trường quay chuyên gia tâm lý Phạm Mạnh Hà để có thể tư vấn cho các bậc phụ huynh làm thế nào để chúng ta đồng hành cùng con mình trong mỗi mùa thi. Dạ vâng, xin được cảm ơn anh đã dành thời gian để chia sẻ với chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. À, thưa anh, trước tiên anh có thể cho khán giả của chương trình được biết là những áp lực và căng thẳng trong mỗi mùa thi thì sẽ có thể ảnh hưởng như thế nào tới sức khỏe thể chất và tinh thần của các em học sinh không ạ? Khi nói đến cái áp lực mùa thi thì chúng ta thường nghĩ ngay đến những bạn học sinh cuối cấp, những học sinh lớp 9 đến lớp 10, học sinh lớp 12 và đại học. Và năm nào chúng ta cũng có rất là nhiều cái câu chuyện cũng không vui và thậm chí là đau lòng. Cái điều đấy muốn nói rằng là những cái áp lực mà các em đang gặp phải là có thật và áp lực này càng ngày càng cao hơn đối với học sinh lớp 9 đến lớp 10 các em ấy sẽ có một cái áp lực tâm lý liên quan đến chuyện thi cử là cao gấp nhiều lần so với những cái học sinh ở những cái khối cấp khác, bởi vì các em phải đứng trước một cái sự lựa chọn nó tạo ra những cái sự căng thẳng và sự căng thẳng này thì nó nó không chỉ liên quan đến cái trạng thái uh, tâm lý mà nó ảnh hưởng thực sự đến cả sức khỏe. Qua nhiều năm mà tôi đi làm thi thì thấy rằng là những cái trường hợp học sinh mà mệt mỏi, mệt lạ đi rồi ngất, hay là uh, tim nó, tim đập nhanh ở chân tay toát mồ hôi run rẩy và không làm được bài nó rất là nhiều. Như thế chúng ta mới thấy rằng là cái áp lực thi cử nó không chỉ tác động đến về mặt tâm trạng về mặt cảm xúc mà nó có ảnh hưởng đến cả sức khỏe. Vâng, có thể thấy rằng là tâm lý căng thẳng trước mỗi mùa thi là một điều rất dễ hiểu ở các bạn học sinh sinh viên. À, tuy nhiên thì mỗi người lại có cách ứng phó khác nhau và theo một nghiên cứu trên 200 thanh thiếu niên cho thấy là có 33 đến 57% đối phó tích cực. Tuy nhiên trong số đó thì cũng có 31 đến 50% lựa chọn cách là né tránh. Vậy thì anh có thể tư vấn giúp các em những giải pháp để chúng ta có thể là vượt qua những nỗi lo sợ, những căng thẳng trước các buổi thi không ạ? Các bạn uh, học sinh ý, và cũng cả cha mẹ cũng cần phải hết sức chú ý đó chúng ta phải chấp nhận một cái sự thật. Đó là năng lực chúng ta đến đâu thì chúng ta đặt cái kỳ vọng nó cao hơn một chút thôi chúng ta không thể đặt cái kỳ vọng nó cao quá. Ví dụ như cái năng lực của chúng ta, chúng ta trong suốt cái quá trình học tập của mình mà chỉ đạt ở một cái mức độ trung bình thì chúng ta có thể lựa chọn có thể đi học nghề hoặc là chúng ta vào những cái trường cấp 3 mà ở cái mức điểm nó phù hợp với cái năng lực của mình, tức là mình sẽ cố gắng một chút, mình đạt được cái điều đó thì lúc đó thì cái áp lực nó sẽ bớt đi. Mình sẽ phải cân đối lại cái kế hoạch học tập của mình để làm sao cho nó hài hòa. À, không phải lúc nào cũng lao vào học thì điểm tốt cũng nhá rất là nhiều bạn có thể thức ngày thức đêm thậm chí một hai giờ sáng ba bốn giờ sáng vẫn có thể làm bài bởi vì mình phải cố nhưng mà làm như thế thì nó chỉ làm cho cái căng thẳng nó nhiều hơn thôi cái một cái điều khác mà các bạn cũng hay mắc phải đó là mặc kệ tức là bỏ qua nhưng mà cái căng thẳng nó không mất đi làm cho các bạn vẫn rơi vào những trạng thái lo âu trạng thái trầm cảm rất là nhiều bạn bị suy kiệt về mặt sức khỏe một cái điều khác các bạn phải đối mặt đó là thực tế là chúng ta phải xác định luôn có thể trượt có nghĩa là bố mẹ cùng với bản thân các bạn cũng phải xây dựng cho mình các kịch bản khác nhau bởi khi mà chúng ta đã định hình được cái rủi ro tức là chúng ta quản trị rủi ro cho một cái sự không mong muốn thì nó cũng làm cho các bạn giảm bớt áp lực tức là chúng ta luôn luôn có cái lối thoát đó là cái cách thức mà các bạn đối mặt với cái thực tế của việc thi cử có thể nói rằng là các bậc cha mẹ có vai trò rất quan trọng trong việc đồng hành cùng với con và giúp cho con vượt qua những áp lực những căng thẳng trong mỗi mùa thi vậy thì anh có thể chia sẻ tư vấn để các bậc phụ huynh của chương trình được biết làm thế nào để chúng ta có thể làm tốt được vai trò này ạ vâng Cha mẹ nào cũng yêu thương con, cha mẹ nào cũng nhất là trong cái dịp mà con chuyển chuyển cấp ấy, thì thường sẽ dành tất cả những cái tình yêu thương, rồi vật chất và những điều kiện để cho con mình có thể đạt được cái mong muốn. Thì, tuy nhiên thì nếu mà không biết cách thì chính cái việc mà quan tâm của bậc các bậc cha mẹ nó lại là một cái áp lực. Cho nên vấn đề đầu tiên là cha mẹ phải định vị lại, định hướng lại cái lo lắng của mình hợp lý hay không, à, cái sự quan tâm của mình liệu nó có thái quá hay không để chúng ta thấy rằng là cái việc mà chúng ta quan tâm con mình thực sự nó phải xuất phát từ cái năng lực của đứa con nó xuất phát từ cái cái khả năng vốn có đứa con và chỉ cần chúng ta động viên chúng ta tạo động lực chúng ta tạo những cái điều kiện một cách khoa học ấy thì con mình có thể vượt qua được cha mẹ đánh giá được đúng cái năng lực của con ấy và chúng ta đưa ra một kế hoạch nó cao hơn một, một chút con cũng cần phải có cái thời gian để mà nó giải tỏa tất cả những cái căng thẳng có nghĩa là con phải có thời gian nghỉ ngơi có thời gian thư giãn cha mẹ cũng phải lập một cái kế hoạch việc ôn tập các môn thi như thế nào cho nó hài hòa. Trên năm cái điều vừa rồi cha mẹ hết sức chú ý khi mà um, giải tỏa áp lực cho con. Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn anh đã dành thời gian để chia sẻ với chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Quý vị thân mến, hy vọng rằng với phần tư vấn vừa rồi của chuyên gia tâm lý Phạm Mạnh Hà, các bậc phụ huynh sẽ có cách thức để đồng hành cùng với con, giúp cho các em lấy lại được tinh thần và sự tự tin, giải tỏa những áp lực căng thẳng trong mỗi mùa thi. Và tới đây, chương trình Vì trẻ em tuần này cũng xin được khép lại. Quý vị khán giả có thể xem lại hoặc chia sẻ thông tin cùng với chương trình thông qua địa chỉ YouTube và fanpage Truyền hình Vì trẻ em VTV1. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào khung giờ này thứ năm tuần sau.